Hello các anh chị và các bạn. Hôm nay mình không giới thiệu phim câu cá hay là bất cứ những việc gì phải không? Mình chỉ giới thiệu ở nhà mình thì có trồng rất là nhiều bông hoa, rau củ quả có đủ hết. Nhưng có bốn loại cây này các bạn cần phải có trong nhà để trồng. Nhất định là nhà nào có các cha mẹ hơi lớn tuổi mà thường bị những bệnh về giống như cao máu, cao đường, cao mỡ thì nên trồng bốn thứ này trong nhà. Cây thứ nhất thì mình muốn giới thiệu cho các bạn là cây hoàng ngọc. Cây này là cây hoàng ngọc nè. Ai mà có nhà có cha mẹ mà bị bệnh về cao máu thì nhất định phải có nha. Mình nói không phải nói là nên có mà nhất định phải có. Tại vì nhà mình thì mẹ mình ưa bị bệnh cao máu, nên bà ưa giống đi đâu mà về hơi mệt á, thì máu nó lên thì nó rất là mệt. Mệt cái là xây sẩm bề mặt, run rẩy tay chân luôn, không nhúc nhích được luôn á. Thì cái cây này dễ trồng lắm. Mình chỉ cắt cái thân nó một khúc vậy thôi, một đoạn vậy thôi, rồi mình gắm xuống phân, mình tưới nước. Thì một tuần đầu tiên mình để trong nhà, mình không có đem ra ngoài, rồi mình trồng đó, nó lên. Đấy, cái này là trị cao máu nha, thì nhất định phải có, tại vì mẹ mình ưa bị cao máu á, thì mình trồng cái này ở nhà. Thì cái này á, thì phái nam á, thì khi bị á, lặt bảy lá, rửa sạch, ngâm, ngậm giống như ngậm trong miệng mình nhai á, rồi mình nhai luôn, mình nuốt luôn cái vỏ luôn cũng được, là mình nhả cái vỏ cũng được, nuốt cái nước. Phái nữ á, thì chín lá, một là ngậm, hai là lấy cái chén á, mình dầm mình đâm cho nhuyễn, cái mình bỏ nước vô, mình vắt nước lấy nước mình uống. Ở trong vòng 5 phút thôi nha là hết luôn á. Đó. Ở nhà mình thì mẹ mình nữa bị cao máu á, nên mình cha mình ưa có trồng cái này, trồng cái cây này. Bạn bè đến nhà chơi tưởng là kiển nó cao, tại cái cây này á, nó không có ít khi nào nó bị héo lá lắm, vì nó sống dai lắm. Mùa đông mùa gì nè nó vẫn sống bình thường không? Thì ở Florida, mình ở Florida mùa tiết nó thời tiết nó ở đây nó ấm, gì nó sống dài lắm, nó không có để không có chết. Đó. Thì khi lâu lâu mà nó lên dài quá thì mình cắt cái nhánh nó ngang thôi cho nó ra lá mới. Thì lúc nào nó cũng gì nè, nó cao, cây này mình nó trồng nó cho nó cao vậy nè. Nhớ nha. Cây đầu tiên là cây hoàng ngọc nha. Cây hoàng ngọc này chị cao máu, cao huyết áp là cái này nè, ở nhà nên có nha. Cái lá nó nhìn gì nè, xem kỹ đi đó. Cái lá nó gì nè, thì phái nam mà thì uống lấy 7 lá, phái nữ thì 9 lá ngậm đó. Nhớ nha, cây này là cây hoàng ngọc. Đó, yeah. Cây hoàng ngọc. Đó là cây hoàng ngọc. Cây thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn là cây kim thất tài. Nó kim thất tài này có nhiều cái tên khác nhau mà tùy theo miền vùng người ta gọi là kim thất tài, mà phần đông gọi là kim thất tài. Thì cây thất tài này nó trị giống như là dạng các bạn gì, giống như cao đường thì uống này mất ngủ. Cao đường mất ngủ nó có rất là nhiều phương thức để trị liệu. Thì cái kim thất tài, cái lá nó gì nè, cái kim thất tài này bình thường là nó sống, mình cái để ý mình trồng nhiều năm nay, cái cây nó không giờ có lá khô luôn, nhất định là không biết sao nha. Thì theo như các loại các cây mình trồng thì nó có cái lá khô, mà cái cây này á, đặc biệt là nó không có cái lá khô nha. Dù cho nó già cách mấy nó vẫn xanh tươi vậy thôi, nó không có lá khô. Thì mình thấy nhiều cái cây mà gì mà trị thuốc trị bệnh á, là cái lá nó ít khi nào mà nó bị khô héo già lắm. Cái cây này nè, khi mình ăn cũng ăn vậy thôi, mình chỉ nhai tươi vậy thôi. Mình thấy có nhiều người ta nấu nước người ta uống, mà cái này không ai nấu nước người ta uống, người ta phơi khô thì người ta nấu nước người ta uống. Còn cái này thì không có, thích mình rửa sạch hái cái lá này ra, mình về mình vô mình cuốn thịt mình ăn cũng được, mà cái này mình ăn ngủ được nha, ăn ngủ được. Cái cây này cây kim thất tài, trong vị thuốc nam thì cái cây này cây kim thất tài, các bạn để ý nha. Để mình chụp
Em quay cho kỹ để cho các bạn xem. Thì ở nhà mình, mẹ mình ưa bị lớn tuổi hả, thì ưa bị bên này bên kia rồi á, thì ba mình ưa trồng những cái cây có nên thuốc như vậy ở nhà phải không? Vậy các bạn nào mà có nếu cần mà cây thuốc gì nhà trồng thì cứ vô tư liên lạc mình, về đây mình cho mấy cây nhà trồng, nó dễ trồng lắm. Lấy cái nhánh đó mình ghim xuống đất, tưới phân để cho nó, tưới nước cho đầy đủ là tự động nó lên đấy. Cây này cái, nhớ nha, cái kim thất tai nha. Cây này kim thất tai. Ngoài cái kim thất tai ra một cây này, ai đến nhà mình chơi á thì cũng tưởng là cây này cây kiển, mà cây này không phải cây kiển nha. Cây này nó có cái tên trên thuốc là kêu bằng chinh nữ hoàng cung. Đó, cái tên giống như vậy, giống như hoàng đế, là cái dạng mà thời xưa chú vua chúa rồi không á. Đó. Cây là cây chinh nữ hoàng cung. À, cái đặc biệt của cái phương thuốc của cái cây chinh nữ hoàng cung này á là nó trị về ung thư buồng trứng, u nang buồng trứng rồi đó. Đó, thì cái cây này mình chỉ thắt mình để mình xem kỹ lại cái phương cách nó nấu làm sao, mà nghe nói bạn bè nói là lấy 3 chén nước mình cắt 9 khúc. Mà có một cái là khi mình ngắt 9 khúc như vậy á, mình không được cái dùng dao kéo. Nhất định nha, không có dùng dao kéo nha. Mình chỉ lấy cái lá này xuống lật ngang, còn bứt thành 9 khúc gì nè. Mình bỏ vô nước, mình nấu 3 chén thành 1 chén, mình uống khoảng chừng 2 lần thôi, đừng uống nhiều quá nha. Chừng 2 lần là đủ rồi. Đó. Cái này kêu bằng chinh nữ hoàng cung. Mình có bạn bè đã có bị về u nang buồng trứng rồi nha, nhất định có bạn bè nha. U nang buồng trứng bị rồi, họ uống hết cái bằng chinh nữ hoàng cung. Đó. Thì ở nhà mình là nó lớn rồi, đầu nó có cái trái nó cũng xuống, nó lên đầy vậy nè. Thì nhà mình có rồi, mình không có trồng, mình để vậy thôi chứ bình thường. Ba mình ưa nhổ, giống nhổ cỏ, bỏ một gác vậy thôi chứ. Trồng thì nhất là ở nhà mình trồng, một là nó đẹp. Nó ra cái bông rất là đẹp. Nhớ nghe. Chinh nữ hoàng cung nha, cây này chinh nữ hoàng cung nha. Còn một cây cuối cùng nữa là cây về thuốc nam là cây mật gấu. Cái cây mật gấu nó có cái vị rất là đắng. Và thường thường thuốc đắng là thuốc tốt. Và nó càng tốt nó càng đắng. Thì các bạn nên có cây mật gấu như vậy nha. Gấu này mà nếu cần trồng á, mình chỉ chặt ngang lóng như như khoai. Thì thường mấy bạn nào mà ở miền quê mà cái gì trồng về các loại khoai như khoai khoai mì đồ á, thì cái cây này mình chỉ chặt lóng rồi mình gắm xuống đất thì sẽ trồng ngang thôi. Cây mật gấu. Cây này nó đắng kinh khủng lắm. Xem video của mình hôm nay thì nếu video này có giúp ích được các bạn gì trong gia đình của mình để cho cha mẹ của mình sống tốt sống khỏe hơn thì các bạn nhớ để phần comment này cho mình nha. Rồi nếu được subscribe channel của mình để ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn nhiều, thì hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.